Mai của mình lên Lam cộng 2 và sẽ mở được cái chiến hồn cho em nó. Đấy. Rồi thì bây giờ mình đã định hình được cái đội hình của mình gồm những con gì và nên chơi những con gì thì mình nói cái ý kiến riêng của mình ha anh em, thì anh em có thể tham khảo ha. Rồi chắc chắn là đầu tiên sẽ có con Kyo. Trứng ráng cần mở. Hello cho anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là đã kết thúc cái ngày thứ hai rồi anh em. Thì mình đã đạt được những gì ha? Thì mình đã đạt được lực chiến level 29, lực chiến là gần 21.000 anh em. Thì mình chơi lúc đầu anh em, thì mình chơi nó hơi trễ một tí nên là nó hơi thọt so với cái mặt bằng chung, nhưng mà nhìn chung á thì nó cũng gọi là ok một xíu anh em. Rồi thì cái con Kyo của mình thì đã đạt được SR cộng anh em. Đó, khi anh em nâng cái SR này thì anh em nâng bằng cách nào thì nó nằm ở trong cái phần thần khí anh em. Đó, khi anh em nâng cái thần khí lên thì nó sẽ tăng cho cái con cho con Kyo của mình. Đấy. Có một cái này khá là hay mình muốn chia sẻ cho anh em nữa, đó là ở trong cái phần gọi là phần chiến hồn đấy, thì nhiều anh em hỏi làm sao để chiến hồn nâng lên được, thì anh em cứ cộng cho cái con tướng của mình ở cái phẩm tăng phẩm anh em, tăng phẩm đó lên tầm cỡ lam cộng 2 thì nó sẽ mở cho anh em một cái phần chiến hồn đấy. Mở được phần chiến hồn thì mở được một cái chiến hồn thiên phú nè, đó là hồn thanh long. Con này con Kyo là hồn thanh long ha. Mình đã mở được thêm cho chiến hồn của con Kim nữa anh em, đó là hồn huyền vũ. Đấy, hồn huyền vũ đây. Đó, nó sẽ tăng tấn công và hồi phục 100 điểm nộ nè. Đó, cái này thì anh em nâng cấp bằng đá hồn và cũng như là hồn tinh chứ, và cũng như là sẽ có một lượng vàng. Hôm nay mình chơi khá là ngu luôn một tí, đó là mình nâng quá nhiều anh em nên cái số vàng của mình nó bị thọt. Đó. Thì cái game này thì mình thấy là cái lượng vàng và cũng như là cái thể lực của nó là hơi hiếm anh em. Vàng nâng rất là nhiều trang bị luôn, nhưng mà cái lượng vàng nâng cái giá tiền của nó khá là cao, nên anh em nên cân nhắc để nâng những con tướng chính ha. Rồi thì mình cũng đã có con Kyo Lam nè anh em, Lam cộng 2, con Kim Lam cộng 2 và con Mai Lam cộng 1. Đó thì mình thiếu tầm cỡ vài nguyên liệu nữa, nhưng mà hết hết thể lực rồi nè, nên ngày mai ngày thứ 3 mình sẽ nâng con Mai lên cộng Lam cộng 2 để mình mở chiến hồn cho nó ha. Đây, chiến hồn này không biết nó sẽ thành chiến hồn nào đây anh em. Đó. Thì có một cái nữa là muốn chia sẻ cho anh em, đó là trong cái phần những cái map anh em. Thì clip trước thì mình cũng đã nói cho anh em cái mẹo mà lấy những cái quà ẩn ha. Thì ở trong này có những cái quà ẩn nữa mà mình muốn chia sẻ thêm cho anh em. Đó. Thì như anh em thấy ở trong cái map thứ 6 thì nó sẽ có một cái thằng xây rượu. Đó, cái thằng mà cầm cái kiếm này nè, em nhấp vào ha. Thì thằng này thường thì nó sẽ cho anh em là mượn kim cương của anh em. Đó, khi nó mượn kim cương của anh em thì anh em cứ cho nó mượn đi. Thằng này mượn mát là 3.000 kim cương nè. Thì mình chỉ có 2.600 kim cương thôi, mình không có đủ cho nó mượn. Khi mà nó trả lại kim cương thì anh em lời được 150 kim cương thì phải. Còn nữa đó là một cái thằng lính. Cái thằng lính này thì anh em nó hỏi là không biết ai bảo quên túi bánh bao ở đây. Thì thường thì nó sẽ hỏi là như vậy. Nó có một cái ý nữa, đó là trong cái dàn tướng của mình đó nè, có những cái con tướng liên quan đến cái câu của nó nói. Thì mình suy nghĩ mãi thì sẽ có một cái con tướng này, đó là con Si nè nè. Thì nó hay gặm bánh bao nên mình sẽ bỏ con Si vào, mình thay thế vào cái đội hình của mình và mình lưu thử coi, rồi mình nói chuyện lại với thằng lính này. Ok, đã hoàn thành rồi nè anh em. Đấy. Rồi có thằng đó đòi gì, gặp cô gái đến từ nước ngoài thì hình như là con Kim của mình đó nè. Thì con Kim của mình thì đã ấy rồi. Thằng này nó ghi là ta muốn đấu với cô gái đến từ nước ngoài. Thì trong cái đội hình của mình thì con nào đến từ nước ngoài anh em nhỉ? À chắc
thử được con này thử coi, con ma tu này thử coi, lưu thử coi. Đây ok, à không phải rồi đó, không biết con nào luôn. Anh em nào thấy con nào giống giống từ nước ngoài thì anh em hãy nhắc vào ha. Thì hôm qua mình đã úp được cái hạt giống 24 giờ, thì hôm nay mình sẽ mở. Ồ, nó cho mình 10 mảnh Sigo nè, Sigo. Trà ơi, ấp 24 giờ luôn mà cho có 10 mảnh nè. Đấy, khi nào đủ kim cương thì mình sẽ cho thằng này nó mượn. Mượn nó trả lại kim cương là 3150 kim cương thì phải. Nói chung là cho nó mượn là lời đấy anh em. Còn một cái nữa đó là thằng này, gặp thằng này ở map càng cao thì nó mượn kim cương càng nhiều anh em. Bà cha nó mượn tới 8.000 kim cương lận. Không cho mượn, tiền đâu cho mượn ông. Chỉ có mấy ông top mới cho ông mượn được thôi. À muốn tìm ai đó uống rượu quá. À tức là cái con chim đó anh em, cái con chim là con thổi lửa đó. Nhiều ông có con chim đó rồi. Thì anh em bỏ vào đội hình và nói chuyện với thằng lính này thì nó sẽ cho quà anh em thôi. Thì cái ải chính của mình, chính tuyến của mình đã lên được tới chương 9 rồi anh em, chương 9, 9.3 thì mình đánh hết nổi rồi anh em. Đó, chương này thì đánh hết nổi rồi ha. Thì cái ngày thứ hai anh em cũng như ngày thứ nhất thôi, thì anh em nên mua mát thể lực và cũng như là tiền vàng. Vàng ở game này với lại thể lực của game này rất là hiếm luôn, nên em có thể mua ha. Rồi, cái quà nạp đầu thì ngày thứ hai thì cũng đã nhận được cái khắc tinh chiến hồn này. Thì cái chiến hồn này thì khi anh em nâng cái lam cộng 2 như là hồi đầu mình nói đó, như cái con Kyo này mình đã bỏ cái chiến hồn mà mình nhận được, không phải con Kim chứ, mình đã bỏ cái chiến hồn mà mình nhận được ở cái quà nạp đầu đấy bỏ vào. Thì cái chiến hồn này thì nó sẽ tăng cho tăng cấp cho chiến hồn này anh em. Hồn tinh nè, khi nào có anh em có hồn tinh thì anh em nâng cấp cho chiến hồn này được mạnh hơn ha. Bản thân hồn chiến hồn này mà nâng được cấp cao nữa thì thôi chứ nói gì nữa anh em nhờ. Bản thân tăng cái chiến hồn này, bản thân tăng tấn công nè, rồi phòng thủ sinh lực, mỗi năng lượng sẽ bị sát thương thêm mỗi năng lượng sẽ sát thương thêm 1,48 sinh lực hiện tại của mục tiêu nè em, vô hiệu hóa với boss. Nâng thêm cho cái chiến hồn này nè. Ui cha ơi, gần hết chiến hồn rồi, mình nâng thêm cho cái chiến hồn của con Kim đi nè. Đấy, ui cha hết luôn rồi. Ngày mai thì mình sẽ nâng cho con Mai của mình lên Lam cộng 2 và sẽ mở được cái chiến hồn cho em nó. Đấy. Rồi thì bây giờ mình đã định hình được cái đội hình của mình gồm những con gì và nên chơi những con gì, thì mình nói cái ý kiến riêng của mình ha anh em, thì anh em có thể tham khảo ha. Rồi chắc chắn là đầu tiên sẽ có con Kyo. Thì cái phương châm của mình là những cái sự kiện nào đây, sự kiện nào mà có những cái con tướng những cái sự kiện nào mà có những cái mảnh tướng nhiều á anh em, nhiều nhất á, thì anh em hãy lên nên build những cái con tướng đó ha. Ví dụ như con Kyo này thì cái quà 7 ngày đầu tiên thì khi anh em đạt móc thì sẽ cho những cái mảnh con Kyo, thì anh em cũng sẽ up sao nó lên rất là dễ ha. Rồi con thứ hai đó là con mai này anh em, thì khi anh em đăng nhập ngày quà đăng nhập thì nó sẽ cho anh em ngày thứ hai cũng có mai, ngày thứ ba cũng có mai, thì mình đã 12 giờ đêm ngày hôm thứ cuối ngày hôm thứ hai thì mình đã nhận được con mai rồi anh em. Đấy. Rồi thì cái quà nạp đầu nó ngày thứ ba thì nó cũng có được cái hồn của cái vũ khí của con mai thì thức tỉnh luôn nè. Thức tỉnh thì nó nằm ở đây. Đây vũ khí của con mai thì nằm thức tỉnh nằm ở đây nè. Đây cái quạt nè. Đấy, thức tỉnh thì cần một cái hồn ha. Thì anh em thức tỉnh cái vũ khí này thì nó sẽ tặng thêm một gọi là siêu tuyệt kỹ nữa, cường hóa tuyệt kỹ đó nè. Con mai này thì ngày thứ ba thì cũng đã có cái gọi là đủ cái số mảnh để nâng sao lên rồi anh em. Đấy, ngày mai mình sẽ nâng cho con mai lên lam cộng 2 và cũng như là sao thứ tư. Mình hết vàng rồi nên mình không có tăng sao được nữa, nên ngày mai là mình sẽ mua vàng mình tăng sao anh em, khổ ghê nơi vậy đó.
Rồi còn một cái nào nữa ta để mình muốn chia sẻ cho anh em á, đó là anh em nên còn một cái nữa đó là cái con mai rồi đúng không? Hồi nãy mình nói là nên chơi con mai đúng không? Rồi con Kyo là đầu nè, xong rồi tới con mai, và con tiếp theo đó là cái con tướng anh em quay được á. Nhiều anh em quay được cái con tướng Jin uống rượu anh em, thì mình quay được Kim thì mình sẽ build Kim đấy, thì anh em cứ build chính tầm cỡ 3 tới 4 con ha. Ông nào nạp tiền thì build con Nakoruru này thì cũng được đấy, nó rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Rồi ngày thứ 7 anh em nhớ chừa lại một slot để ngày thứ 7 anh em nhận con Yuri đó, sẽ kích duyên được với con Kyo. Và ngày thứ 8 sẽ nhận được một cái hồn thức tỉnh của cái vũ khí con Yuri này đấy, rất là ngon luôn anh em. Con Yuri này ở trong cái phiên bản của Quyền Vương Chiến này không biết có ngon hay không, nhưng mà mình đoán là cái con tướng quà 7 ngày này khá là ngon đấy anh em. Đấy thì mình xin nhắc lại đó là cái đội hình mình thấy ok hiện giờ cho những anh em nào nông dân đồ, thì thứ nhất anh em nên bui chính là con Kyo, thứ hai là cái con Mai đấy, thứ ba là con mà anh em quay được, ví dụ như bua con quay được con Kim thì chơi con Kim, anh em nạp tiền thì build con Nako và con Goro nè. Con Goro này thì con một là một con tăng cơ, anh em nào chơi mà đội hình chắc chắn là sẽ có con Goro này để anh em tăng rồi anh em. Thì con Goro này sẽ kiếm mảnh ở đâu, đó là cái mảnh ở trong cái hoạt động quay đây nè, hoạt động mà anh em quay quay tướng đấy, quay bằng kim cương đấy, thì nó sẽ có cái mảnh đó ha. Đây đâu rồi, quà ngày đây nè, quay chiêu mộ bằng kim cương thì nó sẽ có mảnh của con Goro này để anh em build ha. Thì này là đối với những ông nạp tiền thì mới build được em nó thôi, chứ còn mình thấy thì nuôi nó cũng từ từ cũng khá là vất vả đấy anh em. Đó rồi thì ngày thứ hai, cuối ngày thứ hai thì cũng có nhiêu đó thôi. Mình khá là thọt so với mặt bằng chung một tí xíu anh em, giống như ngày hôm qua vậy đó. Bởi vì mình chơi chậm hơn người ta vài tiếng hồ để đố tới tối mình mới lập nick mà. Rồi thì ngày thứ hai thì anh em cứ như vậy mà làm thôi, tới ngày thứ ba thì anh em sẽ đón cái video tiếp theo ha. Rồi thì nếu em hay đừng quên like, share, nhấn dõi kênh của mình. Có thắc mắc gì hãy comment bên dưới ha, mình sẽ giải đáp từng comment của anh em luôn. Rồi cảm ơn rất nhiều nha.